Nè, chị bị ngứa. Ừ, ngứa cổ hả? Đưa để em gãi cho. À không, là chị bị ngứa cái chỗ chị em mình đấy. Đừng có nói là ông Tám ông đi gái về lấy cho chị nhá. À, ông Tám là thật chứ. Ô, tôi kể. À, cứ rể. Còn phim Hàn Quốc hơi nhiều quá nha. Tôi có cho được mà lấy với chẳng lan. Chắc qua là chị em mình thi thoảng cứ hay bị ngứa thì cô cũng biết rồi. Thế nhà cô có cái vườn tía tô tính xin ít về xong xem nó có bớt ngứa hay không. Sao tôi đầu ngó vậy đây? Đi, đi vào đời với em, đi. Chị nhắm mắt lại, làm cái gì mà bí mật thế? Dung dịch vệ sinh chiết xuất từ lá tía tô giúp cho cô bé thơm tho sạch sẽ cả ngày, lại còn ngăn ngừa viêm nhiễm, đặc biệt là còn cân bằng cái độ pH cho cô bé của mình. Chị nhìn kỹ đi, nhìn kỹ đi chị nè. Ôi giời, cái cô này bỏ xa ra, tôi dí sắt vào mắt bố ai mà quay được cái gì. Ui, của Ngọc Trinh cơ à? Uy tín nhỉ? Hàng giả nhiều lắm, chị phải cẩn thận. Mua của em là chuẩn công ty, chị không phải xoắn. Nhưng mà chị đã biết cách rửa chưa? Đi vào đây, em chỉ cách rửa cho. Đi vào đây. Ui giời ơi, rửa ai mà không biết cách rửa, cứ phải lanh chanh. Già tôi già, tiền mãn kinh tôi hơi khó tính, đừng có chọc tôi điên lên. Lấy đi chai. Rồi, đủ 195k. Vâng, chị về nhá. Cho chị ít lá tía tô, tối về nó phải tập chúng mẹ nhá. Chị cứ hát thoải mái đi, ba cái tía tô nhà em thì có mà. Chai ơi. Chị về nhá. Thôi, từ từ.